Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha công thức nước ép 2 tầng, nước ép dâu và nước ép cam. Thì cách làm như sau thì đầu tiên bạn lấy nước cam, bạn dắt ra, bạn lấy 50 ml nước cam. Tiếp theo bạn cho dâu vào máy ép ép trực tiếp rồi mình lấy 50 ml nước cốt dâu. Rồi mình cách làm như sau, mình sẽ cho là 50 ml nước cam vào trực tiếp trong ly. Sau đó mình cho 20 ml nước đường đổ trực tiếp vào trong ly luôn sau đó mình sẽ cho một cút đá rồi tiếp theo mình sẽ cho 50 ml nước dâu rồi mình đổ từ từ thôi các bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đổ trên viên đá để tránh tình trạng bị lon tặng rồi sau đó mình sẽ trang trí một trái dâu kèm thêm một cây khuấy các bạn mình để xuống nhẹ nhàng từ từ thôi mình để từ từ để tránh tình trạng bị lon tàn sau đó mình sẽ cho một cái ống hút mình để nhẹ nhàng xuống mình sẽ để xuống từ từ rồi mình đã có được một công thức nước ép cam mình nước ép dâu hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo